Xin chào các bạn nha. Hôm nay là tiếp tục là giao dưa về Quảng Ngãi nha bạn. Đây là video trong mùa dịch Covid nha bạn. Bây giờ sẽ bỏ những cái con dê này lên xe tải nha bạn. Dê đây các bạn. Dê sẽ được xuất về Quảng Ngãi trong mùa dịch Covid nha bạn. Bây giờ dê sẽ bỏ lên xe tải nha. Dê Bách Thảo nha bạn. Đây. Dê giống chọn lọc cho các bạn nha. Dê chuẩn luôn. 20 con vô về Quảng Ngãi. Trại dê Tiến Đạt cung cấp dê giống số 1 Việt Nam. Mua ngay giống dê của Tiến Đạt để có những con giống chất lượng cao. Trại dê Tiến Đạt chuyên cung cấp dê giống Bách Thảo, dê bò lai, dê bò lửa, dê bò thuần chủng và cả cừu Ninh Thuận. Chúng tôi cung cấp dê giống trên toàn miền Bắc, miền Trung và cả miền Nam. Cụ thể như là tỉnh Nam Định, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Dương và Lào Cai. Tư vấn miễn phí và giao hàng tận nơi cho quý khách hàng. Đặt ngay dê giống của Tiến Đạt để có giá ưu đãi nhất dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Tham khảo liên bằng giá dê giống ngay dưới mô tả video này. Đang xếp bỏ những cái con dê cho nó an toàn khi đi xe nha. Đây là con dê đầu tiên nha. Dê thứ hai. Dê là bỏ trong xe ba gác nha bạn, hai tầng nha. Này dê xuất từ Quảng Ngãi đi xe tải nha. Con thứ ba coi bộ. Đủ ba đẹp lắm. Rồi đem lên đây, tôi bỏ một con nó lại. Ngã xuống hả? Bỏ cái gì vô thêm chứ? Alo. Đang ngã rồi. Mà đấy. Bên dưới này còn được 6 con nha bạn. Ủa con nữa. Nó trùm đã cứu động nữa. Bỏ về. Hay quá trời. Con nào bỏ xuống? Con này nè. Cái này được 16 con rồi nha bạn. Sắp đủ dê rồi nha. Nó đen đen quá. Coi bỏ một con thôi. Đứng lên nó lật bụng lên để cho nó nằm đàng hoàng lại. Nằm thẳng. Rồi đây là con đực chưa bạn? Đực bo nha. Đực bo nha bạn. Rồi, đủ dê nha bạn. Rồi hắt cái ba chú qua Mỹ qua đây. Tao mới đứng nó lại.